Rồi hôm nay mình sẽ review một cái tấm bảng. Tấm bảng này tấm bảng tự xóa nè, để cho mấy học sinh nhỏ, cho học sinh nhỏ học nè, viết chữ viết số rồi ok luôn. Rồi đây màu sắc rất là sợ, đẹp không? Rồi nó có khu vực này, khu vực để viết nè, nó còn có mấy cái đồng hồ này kia nọ, quả này kia, nhìn cho mấy bé thích nè. Rồi đây là cái viết. Rồi viết nè, viết này có cái đầu viết vậy. Ok giờ mình viết nè, mình viết đây nha. À rồi đó, viết xong rồi cái dưới đây có tay gạt nè, gạt lên là sẽ tự xóa. Gạt qua nè, đó xóa dần dần nè, đó xóa lại rồi nó xóa lại, xóa sạch rồi. Bây giờ xong mình kéo lại thôi, cho mình lại viết nữa nè. Viết chữ A B đó, xong rồi lại xóa nè. Đó không, đỡ tốn giấy không? Đó, bộ này rất là ok nè. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video mình nha. Quá ok luôn.